Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự trưa nay với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình chào tháng 3 với thông điệp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và chào mừng Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 29 tháng 3, một sự kiện lịch sử trọng đại mà mỗi người dân Đà Nẵng đều tự hào và hướng về. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Chương trình chào tháng 3 với nội dung chủ đạo là tôn vinh áo dài Việt Nam, biểu tượng văn hóa của người Việt Nam với các hoạt động trình diễn áo dài, biểu diễn vũ điệu, thể dục thể thao, diễu hành áo dài, tuyên truyền quảng bá hình ảnh về con người Đà Nẵng năng động, sáng tạo, thân thiện và thành phố Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng kêu gọi mỗi cán bộ hội viên phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tự tin, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới qua các phong trào, mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa và chương trình mẹ đỡ đầu, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi do COVID-19 hoặc các nguyên nhân khác. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng về những nghĩa cử tốt đẹp, nhân văn, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội.